Dạ. Ông đi gì vậy là anh về chào Vinh nè. Quê quê nội tôi về Vinh á. Dạ. Nhưng mà bên tôi thì chị nói vậy chứ không có buồn. Nên tôi sanh Sài Gòn. Dạ. Tên hành đang vui. Rồi mà về bển là anh lãnh tiền hưu bển luôn mà ha. Không biết đâu cái tiền hưu nó cách nào, nhưng mà tôi về bển tôi vẫn còn xài thẻ của tôi đó. Ồ, tiện quá ha. Ừ, mình rút cái ATM á. Không. Chị nói nè. Cái Citibank, thằng Citibank á. Dạ. Dạ, anh mở cái Citibank bên này rồi tự động nó deposit cho anh bển luôn. Dạ. Tôi nhớ như nó có cái bank gì đây nè. Wells Fargo Bank. Đúng rồi, tôi về bển tôi xài Wells Fargo mà, vì tôi có account với Wells Fargo đó. Hồi đó anh đi lính cho cái đồ cũ mà. Không có đâu, tôi đâu lính chán gì đâu. Không có. Ông không có là ông không phải là lính Cộng hòa mà ông không biết sao mà ông là không ăn người. Nữa người ta đang thâu kìa bà ơi. Đâu có đâu, không có đâu, không có giỡn chơi mà. Dạ. Không, tôi là người Khmer đó. Ồ vậy hả? Ừ. Dạ. Khmer đó, wow. Dân tộc đó. Dạ, tại vì anh về trà Vinh mà. Đấy, anh chứ, anh qua Mỹ được bao nhiêu năm mà anh? Cũng dài 30 năm vậy đó. Wow. Chứ còn này mấy năm vậy đó. Sao rồi? Qua trước thì qua 8, 9 năm qua trước rồi đó. Anh chị em bạn ở đây là một anh này là Việt Kiều đó. Bây giờ ảnh nghỉ hưu rồi, bỏ lương 100 ngàn một năm đó. Là về Việt Nam ở luôn. Ảnh đang bán cái nhà. Ủa, anh nói chuyện vậy? Với mấy người đó bạn thâu phỏng vấn rồi chơi à, với mấy người bạn á chị. À, anh giờ anh qua Mỹ, anh bây giờ anh là không có không phải giống như mình nói chuyện chơi mà, tại vì anh về Việt Nam các bạn thấy anh bán nhà, người bán nhà về Việt Nam sống các bạn thấy không, làm lương 100 ngàn một năm đó, mà bây giờ người ta bỏ người ta về lại quê hương về Việt Nam, ảnh cất nhà cất cửa bển rồi. Cuộc sống bây giờ nó thay đổi, đất nước đổi mới, ai cũng giờ người ta an cư lập nghiệp hết rồi, người ta ai cũng an cư lập nghiệp, bây giờ người ta về quê hương, lương 100 ngàn một năm đó, làm cho hãng máy bay đó, anh chị em các bạn thấy đó, mà người ta bỏ, bây giờ tôi mua là cái nhà này, tại vì ảnh về bển, cho nên mình muốn like lên để anh chị em các bạn thấy cái cuộc sống ở bên Mỹ và những người Việt bây giờ người ta có ổn định cuộc sống rồi, người ta về lại Việt Nam, ảnh bán nhà, lương đồ bên này là dân làm hãng máy bay đó chứ không phải giỡn đâu, anh chị em các bạn thấy đó. Đời sống bây giờ thời buổi giờ đâu phải như ngày xưa nữa. Ông đó ông không dám nói ông là Việt Nam, ông là của chế độ cũ á. Mà bạn biết đó, ngày xưa ông về cũng rất là sợ, nãy ông không dám nói, ông sợ là sẽ bị trả thù á, các bạn thấy ông sợ bị trả thù cho nên ông không dám nói. Ông về Việt Nam ông cất nhà, ông nói với bà vợ ông á là bà bắn bỏ tôi cũng về Việt Nam ở, cho nên bữa nay ông bán cái nhà đi, ông bán cái nhà này 200.000 đô thì mình có tiền mặt mình bỏ mình mua mình bán lại. Nói chung bán lợi thì rất là lời. Các bạn thấy Việt Nam mình bây giờ đổi mới đất nước rồi, ai cũng muốn trở về với quê hương, với đất nước. Ngay cả những người của chế độ cũ, anh chị em các bạn thấy, người ta đâu có, bây giờ người ta đâu có còn nghĩ đến cái chuyện mà chống phá đâu. Ông này là những cái tay gọi là khét tiếng đó. Ngày xưa mà cách mạng mình bắt ổng là mần thịt ổng liền. Các bạn thấy đó. Cho nên tôi like cho anh chị các bạn thấy rất là sự thật. Đây là những cái điều mà đất nước mình phải nói là đáng mừng. Cái những cái người con, cái quê hương mình đổi mới. Tôi đang làm giấy tờ để mình mua cái nhà. Tại vì mình mua chỉ mình bán lại thôi. Cô kiếm cũng được vài chục. Các bạn thấy mình bán hết. Đất nước đổi mới này. Bây giờ ai có, người ta có cuộc sống mà người ta ổn định và ai cũng muốn về Việt Nam. Ông bỏ vợ bỏ con hết. Ông nói bây giờ bà về với tôi thì về, không về là tôi về mình. Ông cất nhà cửa bển xong hết rồi. Ông về mình, bây giờ ông về trước, về luôn đó. Các bạn biết.
mà làm lương rất là ổn định, như tôi nói làm lương 100.000 một năm chứ không phải vậy, làm lương 100.000 một năm là sống rất là ổn định. Mà bây giờ bỏ về quê, các bạn thấy cái nhiều khi mình, đây là một cái sự thật. Có nhiều khi tôi lên mạng tôi chia sẻ mấy thành phần mà chống cộng cực đoan bên Mỹ, nó nghĩ là nó xạo rồi. Nãy ông không dám trả lời, ông sợ. Tại vì các bạn biết ông sợ, ông vợ ông sợ ông về bị trả thù á. Nhưng mà nhà nước và đảng của mình, những người dân của mình bây giờ ai cũng sống rất là gọi là thân thiện, đâu có ai nghĩ đến hận thù đó đâu. Chỉ có mấy cái đám ba que ô hợp nó lên mạng nó nổ, nó chia rẽ cái tình đoàn kết dân tộc, chuyện các bạn biết nó phá hoại. Ông bà vợ ông không cho ông, không cho bà vợ ông nói rõ về nhân thân ông á, nhưng mà tôi biết. Các bạn thấy phải nói là rất là vui, niềm tự hào, bởi vì mình là người con của đất mẹ Việt Nam. Dù ở nơi nào đi chăng nữa, mình luôn nhớ về quê hương của mình. Lá rụng cũng về cội, tóc chết 3 năm quay đầu về núi. Các bạn thấy không? Những người có chế độ cũ mà hồi xưa họ ngoài chiến trường họ khát máu như thế nào, mà bây giờ họ về, họ được đảng và nhà nước, nhân dân khoan hồng, họ sống. Mặc dù bây giờ họ nói chuyện với tôi á, họ cũng sợ. Họ sợ tiết lộ ra những cái mà ngày xưa mà trên mạng đó, cho nên ảnh không dám đưa mặt ra nhiều lắm. Ảnh không dám nói. Anh ra các bạn thông cảm. Tôi chỉ quay trực tiếp để anh chị và các bạn thấy là cái người Việt Nam mình, ngay cả những người có chế độ cũ, người ta cũng đã có những cái nhìn về quê hương rất là khác. Rất là khác. Thành ra lại mình like trực tiếp để anh chị và các bạn thấy về bên đất Mỹ, mà những người có chế độ cũ bây giờ người ta cũng đã quay đầu là bờ rất là nhiều. Đây là một cái điều rất là đáng mừng anh chị em các bạn. Cho nên trên cộng đồng mạng chúng ta cứ tiếp tục tranh đấu. Mình nói về những đổi mới của quê hương, những chính sách của đảng và nhà nước đã và đang đổi mới để xây dựng đất nước ngày một phồn thịnh và phát triển mạnh hơn. Luôn luôn tạo điều kiện cho những kiều bào, những người của chế độ cũ lầm đường lạc lối quay trở về với đất mẹ. Chứ đảng và nhà nước ta các bạn nhìn thấy đâu có trả thù đâu. Không giống như mấy cái đám mà lũ chống cộng bao eo hợp nó tìm đủ mọi cách để nó trả thù. Các bạn thấy chính sách mở cửa và những cái nghị quyết 36 của đảng và nhà nước ta cũng vậy, rất là khoan hồng. Phải nói đây là một cái sự thật rất là vui. Chính vì vậy mà Lợi Minh muốn like lên để anh chị các bạn thấy được những cái sự thật, những cái cuộc sống nó như thế nào. Cho nên chúng ta là những cái giới trẻ sau này, là những người hiểu biết, hãy cùng nhau chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh hơn, và sẵn sàng đập tan những cái sự xuyên tạc, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thôi thì lại mình xin chào anh chị các bạn nha. Tại vì